Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem Bitcoin nó sẽ đi về đâu. Đầu tiên thì mình nhắc lại cho các bạn biết là trong video trước của mình á, vào ngày 26 tháng 5 á, bây giờ là ngày 29 tháng 5. Trong video ngày 26 tháng 5 lúc giá Bitcoin đang dao động ở đây thì mình có nói với các bạn là Bitcoin nó có khả năng nó sẽ tăng giá trong những ngày sắp tới, phải không ạ? Và đúng như những gì mình phân tích thì Bitcoin nó đã tăng giá trong vòng 4 ngày. Vậy thì làm sao mình biết được và làm sao mình phân tích được Bitcoin nó sẽ tăng giá trong những ngày sắp tới? Thì các bạn hãy quay trở lại video lần trước và các bạn xem nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem chúng ta nên làm gì ở thời điểm hiện tại và Bitcoin nó có tiếp tục nó tăng giá hay không, hay nó sẽ giảm giá. Đầu tiên thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất á, như các bạn thấy trên khung thời gian ngày nè, Bitcoin nó đang giao dịch ở trong hai cái trendline này. Đây là trendline thứ nhất và đây là trendline thứ hai. Trendline thứ nhất này á, nó có nhiệm vụ là nó kháng cự, có nghĩa là nó kháng cự cái giá Bitcoin, nó không cho Bitcoin tăng ngoài cái trendline này. Và cái trendline thứ hai là cái trendline hỗ trợ, có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ cho giá Bitcoin, mỗi khi Bitcoin gặp trendline này thì nó sẽ tăng giá lên, đúng không ạ? Vậy thì hai cái trendline này trong trading gọi là gì? Trong trading chúng ta gọi hai cái trendline này là bull flag bull flag. Bull flag xảy ra khi trong một xu hướng tăng, đây, trong một xu hướng tăng và giá nó bị chững lại, nó không có tăng nữa và nó tạo ra được một mẫu hình giống như là cái lá cờ như vậy này, mà nó chĩa xuống á, nó đi xuống á, thì chúng ta gọi nó là bull flag. Và cái bull flag này trade ra làm sao thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu. Chúng ta có thể thấy trường hợp thứ nhất là Bitcoin nó sẽ tạo ra được một cái đỉnh mới ở ngay đây. Vì sao ạ? Vì như mình đã nói thì đây, trên cái bull flag này nó có hai cái trendline. Và trendline thứ nhất này là trendline kháng cự, có nghĩa là nó sẽ kháng cự giá, nó không để cho giá bật ra ngoài cái trendline này. Thì có thể, có khả năng Bitcoin nó sẽ tạo được một đỉnh mới ở ngay đây. Và khi nó tạo được đỉnh mới ở ngay đây á, thì rất có khả năng Bitcoin nó sẽ quay trở lại để nó test cái trendline hỗ trợ này, đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì khi mà nó tạo được một cái đỉnh ngay đây nè, điều đó cho chúng ta thấy Bitcoin nó vẫn chưa thoát ra được, chưa thoát ra được chu kỳ giảm giá của nó. Đây là chu kỳ giảm giá trên khung ngày. Khi mà nó liên tục tạo ra được những đáy sau nè, thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, thì việc nó tạo được một cái đỉnh mới ở ngay đây chứng tỏ cho chúng ta thấy nó chưa thoát ra được mẫu hình một chu kỳ giảm giá trên khung thời gian ngày. Vậy thì khi nó không thoát ra được cái mẫu hình chu kỳ giảm giá này á, thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng Bitcoin sẽ tạo được một đáy mới thấp hơn cái đáy cũ, đúng không ạ? Thì đáy mới của nó tạo ra sẽ đâu đó quanh khu vực trendline hỗ trợ này. Đây là trường hợp 1. Vậy thì khi trường hợp này xảy ra, chúng ta nên trade như thế nào? Như trong video lần trước mình có nói á, thì cái việc mà trên khung thời gian 4 giờ Bitcoin nó đang có một khu vực kháng cự rất là mạnh ngay đây. Khi trên khung thời gian 4 giờ thì giá bất kỳ lúc nào nó gặp khu vực này nó đều bị kháng cự, nó đều bị đập xuống trở lại, đúng không ạ? Đây là lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Và trong những ngày qua thì Bitcoin nó phá qua được luôn cái khu vực kháng cự này
để nó tiếp tục nó đi lên. Vậy thì để trường hợp một này nó xảy ra, để mà Bitcoin nó sẽ tạo được một cái đáy sau thấp hơn đáy trước nữa, thì nó sẽ phải thỏa mãn những điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là nó phải phá vỡ được, điều kiện thứ nhất là nó phải phá vỡ được khu vực kháng cự này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khu vực kháng cự trong quá khứ, đây là khu vực kháng cự trong quá khứ nè, mà khi bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành một khu vực hỗ trợ trong tương lai. Và khu vực kháng cự là gì và khu vực hỗ trợ là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong một video khác. Nhưng như các bạn có thể nghe, có thể tiên đoán được đúng không ạ? Thì hỗ trợ có nghĩa là gì? Hỗ trợ là hỗ trợ cho giá, và kháng cự là gì? Kháng cự cho giá. Hỗ trợ cho giá là sao? Là khi khi giá nó quay trở về khu này, nó có thể được hỗ trợ và nó không có giảm sâu hơn nữa, nó không có giảm xuống nữa, đúng không ạ? Vậy thì để thỏa mãn cái điều kiện là Bitcoin nó sẽ tạo được một tiếp tục xu hướng giảm trên khung thời gian ngày, và nó sẽ tạo được một đáy sau thấp hơn đáy trước á, thì điều kiện nó phải thỏa mãn là nó phải phá qua được cái khu vực hỗ trợ này. Nó phải phá qua được cái khu vực hỗ trợ này thì lúc đó chúng ta mới nên vào lệnh và chúng ta mới nên giao dịch nó. Vậy thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Cá nhân mình sẽ short ngay điểm breakout. Đúng không ạ? Short là gì? Short là bán khống. Có nghĩa là chúng ta sẽ kỳ vọng giá giảm giá và chúng ta kiếm tiền khi thị trường giảm giá. Và lệnh short là gì và lệnh long là gì chúng ta sẽ nói trong một video khác. Thì nếu như là mình á, thì mình sẽ vào lệnh ở hai điểm này. Thứ nhất là điểm nó break out ra khỏi khu vực hỗ trợ giá của nó, và điểm thứ hai là nó quay trở lại để nó test cái khu vực này. Đây là hai khu vực tiềm năng mà mình sẽ vào lệnh. Và lợi nhuận kỳ vọng của mình là ở đâu? Thì như mình nói, lợi nhuận kỳ vọng của mình sẽ là khi giá nó quay trở lại để nó gặp gì ạ? Gặp trend line này nè. Đây là cái trend line hỗ trợ giá. Bởi vì trong quá khứ á, bất kỳ khi nào giá gặp cái trend line này, giá nó cũng được hỗ trợ cả. Thì chính vì vậy nên mình sẽ chốt lời ở ngay đây. Khi giá nó gặp trend line này một lần nữa, đây chính là khu vực rất là tiềm năng để cho chúng ta chốt lời. Vậy kết luận trường hợp 1 là gì? Kết luận trường hợp 1 là giá tiếp tục xu hướng giảm trên khung thời gian ngày, và nó có thể sẽ tạo một cái đỉnh mới ở ngay đây, ngay cái vùng trendline này, và nó sẽ tạo được một cái đáy mới ở ngay cái vùng trendline này. Thì đây chính là trường hợp thứ nhất. Vậy trường hợp thứ hai là gì? Như mình đã nói trước đó, thì giá của Bitcoin trên khung ngày đang giao dịch trong một mẫu hình là bull flat. Và mẫu hình bull flat là gì? Là trong một chu kỳ tăng giá mà giá nó có dấu hiệu nó chững lại, và nó liên tục tạo ra được những đỉnh sau nè, thấp hơn đỉnh trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, và đáy sau thấp hơn đáy trước á, trên một xu hướng tăng nhé, đây là trên một xu hướng tăng nè, mà sau đó giá chững lại và nó tạo ra được những đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước á, thì chúng ta có thể kẻ ra được hai cái đường trendline như thế này. Thì đây được gọi là mẫu hình bull flat. Thì mẫu hình bull flat này trade ra làm sao? Khi xuất hiện mẫu hình bull flat này, chúng ta có thể kỳ vọng là giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Đây. Vậy thì liệu rằng mẫu hình bull flat này có hoàn thiện thành công hay không? Thì để mà nó hoàn thiện thành công thì nó phải đáp ứng được nhu cầu gì? Nhu cầu mà nó phải đáp ứng được đó chính là nó phải phá vỡ thành công cái đường trendline này. Đây là đường trendline K
kháng cự giá của Bitcoin thì nó phải phá vỡ được đường trendline này và tiếp tục tăng giá. Vậy thì khi mà trường hợp thứ hai xảy ra á và nó phá qua được đường trendline này thì chúng ta sẽ trade ra làm sao? Nếu như là mình thì mình sẽ vào lệnh ở ngay điểm nó breakout là ngay đây. Hoặc là mình có thể đợi để cho nó quay về, nó test cái đường trendline này và mình vào lệnh ở đây. Thì đây, hai cái điểm này chính là hai điểm vào lệnh tiềm năng mà chúng ta có thể tính toán tới. Vậy thì lợi nhuận tiềm năng của chúng ta ở đâu? Lợi nhuận tiềm năng của chúng ta sẽ là đâu đó trong khu vực 30.000 tới 31.000 ở đây. Vậy lý do tại sao chúng ta lại nên chốt lời ở đây? Bởi vì lý do thứ nhất là trong quá khứ đây là một vùng kháng cự rất là mạnh cho giá Bitcoin 30.000 tới 31.000. Bitcoin nó không thể vượt qua được cái vùng này, đúng không ạ? Không thể vượt qua được cái vùng 30.000 tới 31.000 này. Nhưng mà nếu như các bạn xem những nếu như các bạn xem trên mạng á, thì nó xem trên mạng về cái mẫu hình bull flat này á, thì nó sẽ nói các bạn là điểm chốt lời của các bạn sẽ bằng đây, điểm chốt lời của các bạn sẽ bằng với cái lần tăng giá trước đó. Có nghĩa là sao ạ? Đây là cái lần tăng giá trước đó nè. Thì nếu như các bạn xem trên mạng á thì nó sẽ nói với các bạn là điểm chốt lời sẽ là bằng với lần tăng giá trước đó, là điểm chốt lời sẽ đâu đó quanh trên này ở mức là 37.000, đúng không ạ? Và nếu như các bạn xem trên mạng thì sẽ rất là nguy hiểm cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó chỉ là giống như là những thông tin rất là cơ bản thôi, chứ nó không phản ánh được thực sự thị trường nó đang đi làm sao, đúng không ạ? Nếu là mình á thì mình sẽ chốt lời ngay đây thôi. Bởi vì cái khu vực 30.000 này nè, trong quá khứ khi các bạn vào khung thời gian tuần á, thì đây cũng chính là khu vực hỗ trợ giá cực kỳ mạnh trong quá khứ của Bitcoin. Và việc như mình đã nói, và việc khu vực hỗ trợ trong quá khứ nó trở thành một khu vực kháng cự mạnh trong tương lai là một điều bình thường trong trading, đúng không ạ? Và bây giờ nó đã trở thành một khu vực kháng cự rất là mạnh cho giá Bitcoin rồi, khu vực 30.000 tới 31.000 này. Chính vì lý do đó nên mình sẽ không làm theo sách vở. Nếu như bạn nào làm theo sách vở thì sẽ rất là rủi ro. Các bạn phải nhìn được một cái thị trường nó lớn hơn, nhìn được cái biểu đồ nó lớn hơn, một bức tranh lớn hơn, đúng không ạ? Thì bức tranh lớn hơn á là giá nó đang bị chặn ở đây, ở vùng 30.000 tới 31.000 là một vùng kháng cự rất là mạnh của giá Bitcoin, và Bitcoin rất là khó để phá vỡ được cái vùng này. Chính vì thế nên mình sẽ vào lệnh. Nếu như nó thỏa mãn nhu cầu là nó phá qua được cái đường trendline này thì mình sẽ vào lệnh và mình sẽ chốt lời ở ngay cái vùng này, ngay vùng 30.000 tới 31.000 này. Mình sẽ không có tham lam mình đợi nó tăng tới 37.000, 36.000 làm cái gì cả, đúng không ạ? Rất rủi ro cho mình. Vậy thì đây chính là trường hợp thứ hai, là khi giá phá qua đường trendline hỗ trợ, trendline kháng cự, xin lỗi. Và tiếp và hoàn thành thành mẫu hình bull flat
Đúng chưa? Đây, đây chính là trường hợp thứ hai. Khi giá phá qua được đường trend line này và nó sẽ hoàn thiện cái mẫu hình bull flat này, là mẫu hình này nó sẽ tăng giá trong tương lai, thì nó hoàn thiện được cái mẫu hình này á, thì chúng ta sẽ có thể vào lệnh. Đây là hai điểm vào lệnh tiềm năng mà chúng ta nên cân nhắc. Điểm thứ nhất ở điểm breakout, và điểm thứ hai là khi nó retest lại cái đường trend line này, và khu vực kháng cự này sẽ là khu vực chốt lời tiềm năng của chúng ta. Vâng, và mình xin kết thúc video ngay tại đây. Và nếu các bạn xem được video của mình thì các bạn sẽ thấy mình sẽ chia sẻ những kiến thức về trading, về phân tích kỹ thuật một cách miễn phí. Nếu như các bạn thích thì hãy bấm like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.